Một trong những câu chuyện nóng nhất mạng xã hội lúc này chính là đoạn livestream hơn một tiếng của anh LVH sống tại Thái Bình. Trong livestream, anh H tố vợ ngoại tình với người yêu cũ. Anh H vốn đã nghi ngờ vợ có ý đồ với người cũ từ lâu. Hôm đó, anh check camera thì thấy vợ đi ra ngoài, điện thoại lại tắt máy. Khoảng một tiếng sau, vợ về nhà thì anh kéo vợ vào phòng để kiểm tra vùng kín. Anh H kể, lúc đó anh đã bị sốc, lên cơn co giật khoảng 2 phút. Đây là sự thật. Thì trường tôi có hai cái đám cưới. Có một cái đám cưới của con gái của một chị ở trong trường và một cô giáo ở trong trường. Thì buổi trưa hôm mà hôm trước ấy là hôm 30 là cả trường có đi ăn cơm lòng. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lại có một cái linh tính. Duy nhất tất cả mọi người đi nhưng chỉ có tôi không đi. Tôi quay về tôi gặp vợ, tôi nhìn thấy vợ tôi ở nhà với con ngồi đấy, tôi rất vui, tôi ôm hẳn lấy vợ tôi. Tôi ôm hẳn vợ lòng với vợ tôi. Và tôi bảo là vợ ơi, lên trên tầng làm một tí chứ lâu rồi không làm. Em vợ tôi bảo là để tối. Tôi bảo là tối thằng Quang Anh nó về thì muộn lắm. Thế vợ tôi nó không nói gì. Tôi nói rất thật luôn, vợ không nói gì. Vợ không hề nói gì. Ngày hôm nay tôi sẽ nói hết, không còn cái gì tôi sẽ nói hết. Và tôi sẽ đòi lại toàn bộ công bằng cho con trai tôi. Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu các bạn nhé, 13 năm câu chuyện bây giờ bắt đầu. Thì sau khi mà vợ tôi mới về, vợ tôi tưởng tôi đi uống rượu, tôi say. Tôi lên trên phòng này tôi nằm này, tôi bật điều hòa tôi nằm. Thì tôi đợi mãi không thấy vợ tôi lên. Thì đến khoảng 11 giờ 40 phút thì tôi với check cam tầng dưới. Thì tôi không nhìn thấy vợ tôi ở nhà. Thì bắt đầu tôi không nhìn 12 giờ tôi mới nhìn thấy vợ tôi ở nhà. Bắt đầu tôi check cam thì vợ tôi không nhìn thấy vợ tôi ở nhà nữa. Thì tôi check cam là 11 giờ 40 phút là cố đi ra khỏi nhà, đi bộ thôi. Tôi không ngờ là cuộc đời tôi nó lại bi đát như thế. Đến quá gần nhà tôi rồi. Tôi thẳng luôn vậy. Thì là đi bộ thôi. Thì check cam thì tôi đi bộ thì tôi gọi điện thì tắt máy. Và vợ tôi thì gần như không bao giờ tắt máy, rất giống tính tôi, không bao giờ tắt máy. Dù có chuyện gì cũng không bao giờ tôi tắt máy. Và cái chuyện tắt máy cái kiểu như thế này đã diễn ra 3 lần rồi. 3 lần theo tôi được biết là 3 lần. Nhưng tôi chỉ nghĩ là đơn giản thôi, chỉ đi có 1 tiếng đến 2 tiếng thì cũng chẳng có gì. Có thể vợ đi làm tóc hay là làm mặt. Đấy, không có cái gì cả, không bao giờ truy cứu cái chuyện đó. Thì vợ tôi mới tắt máy thì tôi gọi vô cùng nhiều. Thì đến tầm 1 giờ kém 15 thì vợ tôi bắt đầu bật máy thì khi mà vợ tôi bật máy thì tôi có về thì tôi có linh tính. Về đến nhà này, tôi đã về đến nhà, tôi đã có linh tính và tôi nói với con trai tôi là con ạ, ngày hôm nay có thể con thằng Huy lớn ấy, có thể con sẽ mất tất cả và bố cũng thế, nhưng bố vẫn phải làm. Thế là tôi nói thật với các bạn luôn là nó đau xót. Tôi với lôi vợ tôi lên trên tầng, tôi lượn lên tầng và tôi vạch ra để tôi kiểm tra vùng kín. Tôi nói rất thật, tôi không nói dối các bạn. Thì tôi mới phát hiện ra với cái bản tính 13 năm ở với nhau và 13 năm tôi ở với nó và tôi biết và tôi phát hiện ra. Thế ra nó vẫn cãi. Và khi các bạn có biết khi mà tôi phát hiện ra tôi đã sốc thế nào, tôi đã lên cơn co giật mất khoảng 2 phút. Lên cơn co giật, tức là tôi đã mất hết lý trí. Tôi lên cơn co giật tại cái giường này, tại chỗ này luôn. Thì nó có ôm lấy tôi, nó bảo là anh ơi em không làm gì cả, anh đừng nghĩ như thế, anh đừng nghĩ như vậy, em không làm gì sai với anh hết. Tôi bảo là không có gì hết. Chỉ bắt đầu là khi mà nó không thuyết phục được tôi thì quay ra chửi nhau với tôi. Có chửi nhau, có nói là mày là thằng nọ, mày là thằng kia. Có nói, tôi rất ức chế lúc đấy. Nhưng hôm đấy nhà tôi lại có một cô dâu trang điểm vào buổi chiều. Tôi phát hiện ra thì về đến nhà vẫn cãi, vẫn tức là rất láo, cực kỳ láo. Và thách thức tôi tìm ra chân lý đến cùng. Bảo nếu mày có giỏi thì mày cứ lại tìm nhé, có giỏi thì cứ tìm. Tôi hất lắm. Nhưng hôm đấy nó có cái đám cưới, tôi không làm sao được, tôi phải đi cái đám cưới, hai cái đám cưới. Giờ sự động viên của bạn tôi thì tôi quyết tâm tôi tìm.
Thì tôi mới bắt đầu tôi mới làm lành lại, thì tôi mới hỏi là thế hôm đấy em đi đâu. Thì con nói với tôi là đi ra nhà Ngọc, bạn Ngọc làm móng ở chân cầu này, bạn Ngọc Enly gì đấy. Đấy, bảo la đấy làm. Thế tôi với đưa con tôi ra và tôi chở cùng với mẹ. Tôi đưa con tôi ra và tôi chở cùng với mẹ tôi ra. Tôi mới nói là mẹ với lại Huy ơi, bố chỉ mong bố được sai. Tôi có đi tra cam thì ở đây thì toàn hàng xóm, người ta đều biết tôi, và tôi có vào đặt vấn đề thì tất cả ai cũng vui vẻ giúp đỡ tôi trong cái chuyện tra cam. Thì đến khi tôi tra đến cái cam ở chỗ Mobifone là có cái cam quay ra để người ta xoay cái ai vứt rác ấy, thì là tôi đã xoay được cái xe của thằng Nguyễn đón ở đó, nó đón cái xe đen. Thì sau khi mà tôi biết chắc là vợ tôi đã ngoại tình với người yêu cũ rồi, tiếp tục ngoại tình với người yêu cũ rồi, thì tôi về nhà với tâm thế tôi rất đau khổ, tôi mưa ướt tất cả người, tôi rất là đau khổ, tôi rất buồn. Thì con trai tôi rất thương tôi, cháu Huy rất thương, và lúc đấy cháu Huy nó mới nói ra sự thật. Cuộc đời tôi nó đai cay đắng lắm. Cháu Huy nó nói ra sự thật, thì khi cháu Huy nó nói ra sự thật thì bây giờ cháu Huy nó chuyển sang hận thù, tôi rất đau khổ luôn. Nhà tôi không còn gì để mất. Cháu Huy nói ra sự thật là: bố ơi, con xin lỗi bố, con biết từ lâu nhưng con không dám nói với bố. Thế tôi mới ôm con tôi trước mặt bạn tôi, mẹ tôi, tôi mới bảo là con nói cho bố biết, bố chỉ có con thôi thì con hãy nói cho bố biết. Thì vợ thì con tôi nó mới nói ra là con biết từ lâu rồi. Cách đây mấy tháng bố có nhớ cái hôm con đi uống nước với lại bố đi uống nước ở quán Mimo với mẹ và cô Mai Mai và chị Mai Mai, bạn của Kim Chi ấy. Đấy là sắp cưới. Đấy thì hôm đấy là đi uống nước ở đấy. Thì mẹ có để điện thoại ở trên giường, thì con với hack được Facebook và Zalo, thì mẹ nhắn tin với cái chú là người yêu cũ của mẹ rất là tình cảm. Thì con có nhắn ra cho chú ấy một câu là chó và cút, sau đó con chặn. Thì mẹ mới biết được là con đã biết chuyện của mẹ rồi. Thì hôm đấy mẹ có mua cho con một cái điện thoại, mẹ dẫn con đi mua một cái điện thoại, đi mua một cái điện thoại và dẫn đi mua mấy bộ quần áo, và đối xử rất tốt với con và dặn con là không được nói. Con cũng sợ mẹ mà con không dám nói, con sợ mẹ mà con không dám nói. Rồi sau thời gian đấy mẹ cũng không cắt đứt với chú ấy, con vẫn hack được Zalo của mẹ và chú vẫn đọc được những tin nhắn mẹ nhắn với chú ấy. Nên là con không dám nói với bố. Bây giờ bố biết rồi thì con xin lỗi bố. Thì là nó cháu nó thấy thế là tôi sụp đổ. Thật sự là lúc đấy là tôi sụp đổ. Tự vợ cũng thấy là biết hết mọi chuyện rồi, thì vợ cũng xuống nước. Thì xuống nước thì tôi rất là dứt khoát, vì tôi không tha thứ. Tôi nói thẳng đúng là tôi không tha thứ thật. Tôi ngay lập tức tôi viết đơn, tức là ngay lập tức tôi ra tòa, tôi không suy nghĩ gì hết. Ngay khi con tôi nói như thế, tôi ra tòa, tôi lấy đơn. Và tôi có nhờ tòa án là tư vấn cho tôi cái đơn làm sao là ly hôn nhanh nhất có thể. Thế nên là các bạn bất ngờ là tại sao là công có 4 hôm thôi mà tôi đã đăng lên chuyện là 13 năm chia tay nhau, đúng không? Thì tôi ra tòa, tôi làm hết mọi thủ tục và cô chỉ được phải ký. Thì đúng cái hôm đấy là cái chuẩn bị ra tòa ấy, thì tới sáng thì tôi mới nói với cô là: này em ạ, chuyện thì đã xảy ra rồi, anh thì cũng biết hết rồi, thôi thì vợ chồng mình không ở được với nhau, thì con cái nó khổ, anh thương hai con. Tôi khóc nhiều, nó cũng biết là tôi khóc rất nhiều, tôi khóc cạn nước mắt luôn. Thì tôi chỉ nghĩ đến Quang Anh ấy. Quang Anh là cháu nó quá nhỏ, nó được tôi bao bọc từ rất bé, tôi rất chiều nó, tức là với vợ con thì rất chiều, tôi chiều nó vô cùng tận luôn, không thiếu một cái gì trên đời. Và bây giờ nó đi theo mẹ nó chẳng có cái gì hết. Vợ tôi đi cũng không có tiền, tôi nói thật cũng không có tiền đâu, cũng chỉ có mỗi cái xe tôi mua, cái điện thoại đây là có giá trị, còn lại là tiền bạc cũng không có. Tôi cũng bảo luôn là bây giờ chẳng nhẽ nó cái người ta phá hạnh phúc gia đình mình như thế, 13 năm qua hai lần phá hạnh phúc, hai lần ra tòa vì nó mà anh không được xứng đáng một nhận được một lời xin lỗi nào từ nó hay sao? Bây giờ tốt nhất em bảo nó gọi điện cho anh xin lỗi anh để anh nguôi ngoai nhẹ nhàng, để anh có động lực anh tìm một cái gì đó anh quay về được với vợ con, chứ bây giờ anh không quay lại về được với vợ con nữa. Thì là đúng lúc tôi hẹn vợ tôi là 2:30 ở trên tòa để ra tòa, thì 2:00 nó gọi điện cho tôi. Thằng đấy nó gọi điện tôi, nó xin lỗi.
nó bảo là cho gặp để được, nó quỳ xuống nó xin lỗi. Thì nói thật là lúc này lòng hận thù của con trai tôi nó lên rất lớn. Sau khi cháu Huy nó biết như thế thì nó rất là hận, nó bảo với tôi là với lại bà, với lại tất cả mọi người, thậm chí cả bác và những người thân quen, nó nói là lớn lên con sẽ trả thù cho bố. Nhưng mà tôi nói thật với các con là con ơi, con còn quá bé, con không hiểu chuyện gì hết, con đừng bao giờ con nói như thế. Nên chuyện ngày hôm nay tôi sẽ trả thù, tôi sẽ kiện, tôi cũng đã thuê luật sư. Tôi nói luôn, tôi cũng đã thuê luật sư, tôi đã chuẩn bị rồi. Ngày hôm nay là nó hách lích tôi 2 lần. Thì sau khi câu chuyện xảy ra ấy, thì tôi, nó mới gọi điện cho tôi, thì nó mới khai hết. Tôi mới dùng tất cả mọi thứ, tôi mới nói là bây giờ anh, tôi có ghi âm các bạn, một ngày gần nhất tôi sẽ tung toàn bộ đoạn ghi âm tin nhắn lên cho các bạn xem, đọc nó sẽ thấu đau lòng người. Khi mà tôi ghi âm xong được cuộc gọi thì nó nhận hết, nó nhận là từ tháng 4 năm ngoái là nó đã bắt đầu quan hệ lại với vợ tôi, đúng từ tháng 4 năm ngoái, và thời gian thì nhiều, và nó cũng nói là hay đi quan hệ ở đâu, nhà nghỉ, thậm chí là ở Đông Hưng này cũng rất là nhiều. Nói thật là đi nhà nghỉ ở Đông Hưng rất là nhiều, mà nó đón bất chấp luôn, tức là đã say đón bất chấp, đón có thể đón tối, đón trưa, đón chiều, nói thẳng luôn vậy luôn, đón tối, đón đưa đến chiều. Thì khi mà câu chuyện nó vỡ lở ra thì nó biết là nó đã ngu khi nó đã khai với tôi hết rồi, thì nó có về nó nói với vợ nó, cái thằng đấy đấy, thì là sau khi nó như thế thì đến sáng hôm sau là tôi bắt đầu liên lạc cho vợ nó, tôi bắt đầu liên lạc cho vợ nó, thì tôi gửi toàn bộ cái tin nhắn đoạn ghi âm cho vợ nó. Thì thật là bất ngờ là nó có một cô vợ rất tuyệt vời, bạn đấy vừa đẳng cấp, vừa học thức, vừa nhẹ nhàng. Tôi thấy là tôi mới thấy một cái điều là đạo đức. Bạn ấy phải nói thừa nhận bạn ấy là người đạo đức. Bạn ấy cũng không xin, bạn không xin cho nó. Bạn cũng rất là kể hoàn cảnh, bạn không xin. Sau đó là tôi quyết định, là gia đình nhà tôi ấy, là quyết định là thuê luật sư. Tôi thuê luật sư là tôi kiện đến cùng. Tôi kiện đến cùng. Gia đình nhà tôi không cần tiền. Tôi có thể đốt đi 5-6 tỷ. Thì tôi không bao giờ tôi cần bất cứ một cái gì. Tôi chỉ cần đòi lại. Bởi vì các bạn phải hiểu một điều là như này: nếu như hôm nay tôi không đòi lại cái sự công bằng cho con tôi, thì ngày hôm nay bao nhiêu ân oán tôi sẽ giả hết cho nó. Tôi chỉ có giết người thôi, mà tôi đã chuẩn bị một con dao ở đây. Đây, một con dao ở đây, ở trên này này, là tôi đấy. Nhưng tôi vẫn kiềm chế, tôi bảo là cút. Tôi đuổi vợ tôi. Là 11 giờ đêm vợ tôi có về, và bố vợ tôi rất hận tôi, và anh vợ tôi cũng rất hận tôi, vì 11 giờ đêm còn mưa to còn để cho vợ về. Mẹ tôi cũng thế, mẹ đẻ tôi cũng bảo mày nhẫn tâm, nhẫn tâm. Tôi bảo là con không nhẫn tâm, sau này mẹ sẽ hiểu con. Nhưng nếu thật sự bây giờ tôi thấy đó là một việc đúng đắn. Bởi vì nếu như hôm nay ở nhất định tôi bây giờ tôi đang ở trong đồn công an rồi. Tôi đang ở trong đồn công an rồi, con tôi bây giờ không biết ai luôn. Và dường như hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều. Những người đang có gia đình, những người đang tư tưởng với lại người khác và có một gia đình hạnh phúc, thì hãy biết trân trọng, giữ lấy. Đến giờ phút này tôi cũng không còn gì nữa. Gia đình tan vỡ hết. 13 năm đặt niềm tin vào những con người mà tôi luôn luôn tự hào. Tôi chỉ mong rằng anh em bạn bè không phán xét,